cuối đầu giữa U20 Việt Nam và U20 đội hình của U20 Thái Lan ở set đấu thứ nhất. Ở set 1 này gồm có sự xuất hiện của số 20 Nguyễn có mặt tại nhà thi đấu thì của thao tỉnh Đắk Lắk. Nếu như có sử dụng điện thoại cũng phải tắt chế độ đèn flash bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới sự tập trung của các vận động viên. Như vậy là hàng chắn vừa rồi đã không hóa giải được cú đập của số 20 Nakaripon Buddha bên phía xa hơn cho sự phát triển của bóng chuyền nữ Việt Nam. Liên tiếp những điểm số cho U20 Thái Lan. Họ tấn công rất tốt ở hai biên. 6-1 cho U20 Thái Lan. Và kết thúc ở vị trí biên 4 vừa rồi của bên của U20 Thái Lan trao cho Tiapon. Đặng Thị Hồng đã tấn công tốt ở biên 4. 5-10. Tấn công của họ, Nakaripon đã kết thúc ra ngoài. Như vậy là Đặng Thị Hồng đã giúp cho U20 Việt Nam rút ngắn điểm số chỉ còn 15-17. Biên 4. Bây giờ thì U20 Thái Lan đã có một pha tấn công biến hóa. 20-18. Ánh Thảo rất xuất sắc trong pha bóng này. Điểm U20 Việt Nam 20-21. Cú đưa bóng đã chạm chắn của Bolai. Như vậy là set đấu thứ nhất đã kết thúc với chiến thắng 25-20 cho U20 Thái Lan. Vân Hà phát bóng. Cú bỏ nhỏ của Warisara. Đặng Thị Hồng. Quá hay. Khả năng dứt điểm rất đa dạng của Đặng Thị Hồng. 4-0. Vừa rồi Libero Khánh Lâm cũng đã thể hiện 7-8. Thành công của Guarisara 8-8. Đã từng dẫn trước với điểm số 5-1 nhưng bây giờ thì U20 Việt Nam đã để cho U20 Thái Lan ghi liên tiếp điểm số và san bằng 8-8. Xử lý bước 1 không tốt của U20 Thái Lan 11-11. Warisara phát bóng. Tấn
tấn công lỗi của số 20 bên phía U20 Thái Lan, Nakarinpon. Bulai phát bóng. Pha phối tổ chức chặt bóng tốt của Phạm Thùy Linh, và đó là tình huống ghi điểm của U20 Việt Nam. Pha đá bóng chân chắn của Guadesara. 24-16. Cơ hội giành set point cho U20 Thái Lan. Trận đấu thứ hai này, vận động viên Phạm Quỳnh Hương. Cho dù Quỳnh Hương là vận động viên đã có mặt ở set 1, ở mấy điểm của set 1, mấy điểm đầu. Như vậy là U20 Thái Lan đã mình cũng đã không gặp vấn đề ở tình huống cứu bóng vừa rồi khi va chạm với biển quảng cáo. Điểm cho U20 Thái Lan. Và chắn bóng ra ngoài. Pha chạy bóng ra ngoài của Kham Moon. 9-12. Pha chạy bóng thành công của Ánh Thảo. 10-12. Cực rất xuất sắc của hàng chắn bên phía U20 Việt Nam. Cú hồ bóng của Ánh Hồng, của Đặng Thị Hồng. Cú chắn bóng rất xuất sắc. Hợp đánh nhanh chính xác của Bolai. 15. Rất tuyệt vời. Hơi tiếc cho pha xử lý vừa rồi của Ánh Thảo. 18 đều. Không kịp. Vừa rồi thì U20 Thái Lan. Đây là Vân Hà. Như vậy là bóng ngoài. Mirarek đã kết thúc. À, chắn bóng không thành công. Papachaya là người phát bóng bên phía U20 Thái Lan. Liên tiếp những cú nhồi của Vân Hà cho Đặng Thị Hồng, như vậy là quá lộ. Hàng chắn của U20 Thái Lan
đã liên tiếp phán đoán đúng. Bật rất cao vừa rồi là một tình huống ghi điểm chính xác của U20 Thái Lan, 15-10. Hàng chắn gần như là bị xé toang. Cú đối đầu giữa đội bóng VTV Bình Định Long An và binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước, trận tranh hạng 3. Cú chắn bóng không thành công của Khăm Muôn. 13. Pha phớp đánh nhanh. Như vậy là trọng tài xác định điểm cho U20 Thái Lan. Cú phá bóng của Papachaya. Đặng Thị Hồng rất cắm và lần này thì Đặng Thị Hồng di chuyển sang hai. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng cho U20 Thái Lan. Set đấu thứ tư họ đã vượt qua U20 Việt Nam với điểm số 25-19. Qua đó chung cuộc vượt qua U20 Việt Nam với tỷ số 3-1. Tỷ số các set là 25-20, 25-17, 21-25 và 25-19. Với chiến thắng này thì vị trí thứ 7 của giải 10:15 giữa hai câu lạc bộ VTV Bình Định Long An và binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.